Cơm chiên cá mặn, cơm chiên hải sản thì quá quen thuộc rồi đúng không? Vậy cơm chiên mắm ruốc cả nhà có thử chưa? Nếu chưa thì cả nhà đừng làm theo nha. Làm xong ăn sẽ bị nghiện đó. Trước tiên là chấm trắng mỏng một lớp trứng. Còn trứng này để làm gì thì cả nhà theo dõi hết clip nha. Phi thơm hành tỏi rồi mình cho thịt băm vào xào luôn. Cho thêm tí xíu hạt nêm. Chín thì chấm cho cơm vào chiên. Cơm chiên mà sử dụng cơm nguội chiên rất là ngon luôn. Mình chịu khó dùng giá trộn đều cho cơm nó tơi ra. Và đây chính là gia vị làm nên linh hồn của món ăn nè. Mình sử dụng 2 muỗng mắm ruốc cho một tô cơm lưng. Ai thích ăn đậm đà thì mình có thể cho 2 muỗng rưỡi hoặc là 3 muỗng đều được. Mình dùng giá trộn đều cho mắm ruốc với phần cơm nó hòa quyện với nhau. Mà phải công nhận là cái món nào có mắm ruốc á là nó thơm bát ngát luôn cả nhà. Chiên đến khi nào hạt cơm nó tơi và ráo dầu thì mình cho hết cái phần thịt băm vào. Mình cho vô đây 1 phần 3 muỗng cà phê hạt nêm, 1 phần 3 muỗng cà phê đường, một tí xíu nước mắm nha cả nhà. Rồi chấm cho luôn một ít trứng cắt nhỏ vào. Mình chịu khó đảo đều để gia vị áo vào hạt cơm sẽ ngon hơn. Muốn cơm chiên ngon á thì hạt cơm nó phải tơi ra và phải thật là ráo dầu mỡ thì cơm chiên nó sẽ không bị ngán. Cuối cùng là chấm cho hành lá và ngò rí cắt nhuyễn. Chấm đảo thêm vài vòng nữa là có thể múc ra thưởng thức được rồi. Cơm chiên xong á thì chấm cho hết vào một cái tô. Lúc này thì cả nhà biết được tác dụng của miếng trứng rồi đúng không? Tác dụng chính là dùng để trang trí thôi cả nhà. Cái món cơm chiên mắm ruốc này á là bắt nguồn từ Thái, nhưng cả nhà có thể điều chỉnh lại cho phù hợp với gia đình mình nha. Cơm chiên á thì thơm mùi mắm ruốc rất là đặc trưng. Hạt cơm á thì khô ráo, vị mặn ngọt rất là vừa luôn. Món này người ta thường ăn với thịt ba rọi cháy đường. Chấm thì hôm nay ăn với sườn ram nha. Cả nhà mình ai là fan của mắm ruốc á thì đừng bỏ qua cái món cơm chiên mắm ruốc này nha. Món này á là già trẻ bé lớn đều rất là mê luôn nè.